Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã trình Bộ Giao thông Vận tải đề án quy hoạch cảng hàng không Vân Phong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đề xuất, sân bay Vân Phong dự kiến nằm tại xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, cách thành phố Nha Trang khoảng 65 km về phía nam, cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 101 km về phía nam, cách sân bay Tuy Hòa, Phú Yên, 49 km về phía bắc. Tổng diện tích đất quy hoạch sân bay Vân Phong là hơn 497 ha, khu vực sân bay nằm hoàn toàn trên vùng mặt nước ven bờ, không có dân cư, rừng phòng hộ và không có quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền, thuận lợi cho giải phóng mặt bằng. Sân bay Vân Phong được đề xuất xây dựng và hoàn thành trước năm 2029, giai đoạn đầu có công suất 1,5 triệu hành khách mỗi năm, tiêu chuẩn thiết kế cấp 4E có thể đón các máy bay lớn như A350, B787 và sân bay quân sự cấp 1. Sơ bộ tổng đầu tư sân bay Vân Phong khoảng 7.890 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay, trong đó phần vốn ngân sách nhà nước khoảng 2.150 tỷ đồng cho các công trình đảm bảo hoạt động bay, hỗ trợ một phần công tác sang nền khu bay. Vốn bóp khoảng 5.740 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động, thời gian hoàn vốn dự kiến 47 năm. Được biết, Vạn Thắng là một xã đông dân đứng thứ hai trong toàn huyện Vạn Ninh, nằm ở phía đông thị trấn Vạn Giả. Khu vực ven mặt biển Vạn Thắng chủ yếu là các hồ, lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân. Xã thuộc khu vực Bắc Vân Phong, nơi được định hướng quy hoạch các khu du lịch cao cấp tại đảo Hòn Lớn và bán đảo Hòn Gốm, cảng trung chuyển quốc tế, cảng du lịch quốc tế, các công trình dịch vụ hậu cần cảng, công nghiệp tại khu vực Đầm Môn, các khu đô thị, du lịch, các không gian cây xanh, mặt nước và các khu đồi núi. Trên địa bàn huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa dự kiến sẽ đầu tư thêm 3 khu công nghiệp lớn, gồm khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, 288 ha, khu công nghiệp Xuân Sơn, 200 ha và khu công nghiệp Vạn Lương, 200 ha.